Em Trường An ô tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị nha. Mở đầu cho chương trình, cho Trường An xin chúc sức khỏe và một lời tri ân sâu sắc nhất đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị thân thương đã ủng hộ cho Trường An và đồng hành cùng với Trường An trong suốt mười mấy năm qua. Đây cô chú anh chị, hôm nay Trường An vừa về mẫu Ford Everest này. Em này gọi là siêu phẩm trong cuộc sống rồi bà con ạ. Không có điểm gì mà để chê. Sơn rin phủ toàn bộ, gốc Lâm Đồng 49 luôn cô chú anh chị nha. Nước sơn phủ từ trong ra ngoài 70-75% là chất sơn rin. Mâm đúc là nguyên bản của dòng Ford này. Ford Everest cuối 2008 đầu 2009, Ford mới rồi. Em này sẽ trang bị là dù ga. Tuy rằng em nó không nhẹ bằng ga điện nhưng nó được một nửa thôi. Một nửa của ga điện thôi là đủ rồi. Biểu tượng của Ford Everest này. Anh chị thấy đẹp không? Từ cái dàn bánh treo nó còn mới như thế này. Anh chị nè, tay nắm nguyên bản mạ chrome, biểu tượng của Ford là mới len keng. Kính là kính rin toàn tập nha cô chú anh chị, 49A23833, số cực kỳ là ok luôn. Đi đôi cho em nó là hai cụm đèn đứng, quá là lộng lẫy. Bà con coi nè, mới ơi là mới luôn. Biểu tượng của Ford Everest nè, đẹp như thế này. Được chưa cô chú anh chị? Đó, nước sơn không tì vết nha. Đây mà, vỏ là mới tinh nè cô chú anh chị nè. Vỏ là khá là mới nè. Mâm đúc là chì bấm, không có dấu hiệu là phay mâm và vớt mâm. Đây là phần gầm. Anh chị mỹ nhựa dưới gầm nó còn nguyên bản như thế này thì sao ạ? Thì quá cọp đi chứ. Đúng không ạ? Sơn rin phủ toàn tập nhé. Đăng kiểm tháng 1 năm 2023. Bốn vỏ tương đối là khá mới nè. Mâm là mâm đúc nè, gầm bề ở trong nè, gầm cao mấy thoáng. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Mỹ. USA, máy dầu 2.5 turbo nha cô chú anh chị nha. Turbo ok chưa? Hai cụm đèn nè, len keng sắc xuân trong cuộc sống luôn. Chỉ cần nhìn đây thôi, đây nè. Đó, chạy lên tới sóng gần cho nó turbo bên trụ. Anh chị thấy đẹp không? Có dấu hiệu là vên méo không? Không hề. Cọp chưa ạ? Đó là hàng cọp bên Trường An ô tô đó. Biểu tượng của Ford rin hết nha cô chú anh chị. Nước sơn rin nè, nước sơn rin phủ từ trên xuống dưới luôn, rất là hài hòa. Đây bà con, là tắp bi tắp lô nè, cửa đẹp như thế này, keo nè, keo rin hết toàn bộ 100%, lóc khóa chị em an toàn. Và thứ tư, đây là trụ nè, đây là trụ an nè cô chú anh chị coi, không có dấu hiệu là xô đẩy, keo là keo rin hết. Ghế chủ nhà đã bọc ghế 5D mới tinh. Vô lăng bốn chấu mà cỡ này thì cô chú anh chị tự cảm nhận. Số máy là bao rin cho bà con cô bác. Trang bị một cái màn hình Android nhỏ, trên là có tích hợp cam hành trình Việt Map, đầy đủ các tính năng. Nói chung em này sẽ full kính đồ chơi rồi, không còn thiếu bất cứ một khoản gì nữa đâu. Đây bà con, ghế nội thất ở trong. Máy dầu 2.5 turbo thì đâu đó nó rơi cho cô chú anh chị 7 lít dầu trên 100 km, 7 đến 8 lít dầu nha cô chú anh chị. Và đinh bấm nó còn đẹp như thế này nè. Anh chị coi ok chưa? Quá là ok nha. Nè, tắp bi nè, tắp bi cửa nó mới tinh, keo nè, keo rin hết toàn tập, bon điện nè, đẹp như thế này. Đó, bà con xem kỹ nhá. Đây nè, xem kỹ những cái phần này nè. Anh chị thấy có dấu hiệu là móp méo trên chiếc xe không? Ba dàn lạch, một trước hai sau, mới len keng luôn. Đây anh chị, xe mà chủ nhà biết giữ kỹ hay không cô chú anh chị, chỉ còn coi phần tắp bi cửa phía sau nè. Thường thường xe mà người ta chở đồ nhiều nó chầy hết mấy cái tắp bi này luôn. Nhưng mà ở đây của bà con coi nè, không một tí gọi là chầy xước trên tắp bi cửa nha. Lưới còn nguyên vẹn như thế này. Hai bên là sạch sẽ không? Rất là sạch sẽ. Vẫn ba dàn lạnh thôi, một trước hai sau. Xe cọp nha. Yêu cái đẹp thì alo cho em. Cuối 2008 đầu 2009. Dù ga gốc Lâm Đồng. Hai linh tám chìa khóa rin theo xe nè, anh chị coi còn nguyên bản nè, chìa khóa của Ford nè. 248.000 km rồi, không tua đồng hồ đâu nha cô chú anh chị nha. Nè, trợ lực nè, trợ lực nhẹ tưng, quá nhẹ luôn. Trang bị màn hình Android, cam hành trình Việt Map, đầy đủ các tính năng máy lạnh. Máy lạnh AC mở phải có lạnh rồi nha cô chú anh chị nha. À, mở phải có lạnh rồi, gió nè. Đó, khá là êm. Ok chưa? Trang bị là túi bóng bên phụ bên tài. À, cam hành trình full hết chưa? Mời cô chú anh chị trải nghiệm vườn máy nè. Xe đẹp lắm. Xe này chỉ bàn về giá thôi, không bàn về chất được đâu nha cô chú anh chị nha. Đó, xe hàng cọp bên Trường Anh đó.
Đó, cô chú anh chị thấy cái đẹp không? Trần Anh nhìn đẹp thì chắc chắn bà con cô bác cũng phải nhìn đẹp thôi. Máy êm ru. Nè bà con, cuối 2008 sẽ có dù ghe nè. Dù ghe nè, dòng này chạy nhẹ gần như ga điện cô chú anh chị nha. Phấn son 7 màu nó còn đẹp như thế này. Cục máy nè, cục máy bao chất. Nè cô chú anh chị nè. Đó bà con thấy cục máy không? Xe không có tí đồ hơi đâu. Không có một tí đồ hơi nha cô chú anh chị nha. Boe cảm biến gió đầy đủ các tính năng rồi. Đó, cục máy dọn mới tinh luôn. Em này xài 4 cái bếp thôi. Đây bà con, 1, 2, 3, 4, 4 cái bếp là cái ổ ga nguyên bản của dòng Forever. Chất không? Đó, máy nổ quá là chất luôn. Nè, số là bao rin nè. Cô chú chịu hộp số là bao rin cho bà con có bếp nè. Chúng ta sẽ có ABS nha. Đây là ABS nè. Mẹt tem nguyên bản của dòng Ford nè. Anh chị coi nè, hai bên là không có đâm va và móp méo trên chiếc xe nè. Dàn trước là nguyên bản hết, mới tinh. Anh chị là đinh bấm nè. Đó, đẹp chưa cô chú anh chị? Keo chỉ thì sao ạ? Keo chỉ thì bao rin cho bà con có bếp nha. Đó, đây trên đây nè. Tập chưa? Khá là cọp nha cô chú anh chị nha. Máy êm lắm. Trang bị bình 75A luôn. Anh chị nào yêu cái đẹp thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Em quay tiếp phần gầm cho cô chú anh chị cùng trải nghiệm nha. Gầm bề là bao chất. Và đây là tiếp theo là phần máy luôn nè. Đây bà con nè. Anh chị coi hộp số của em đó nè. Bao rin nè. Rất là khô ráo nha. Không có dấu hiệu là nhớt nheo ở dưới gầm đâu. Anh chị thấy chưa? Đó, số máy là bao rin, gầm rin luôn. Dẫn động toàn bộ cầu sau. Đam mê cái đẹp thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Cái bô của đời 2008 nguyên bản nha. Không phải thay bô đâu. Ok chưa cô chú anh chị? Ngay từ phần bọng dè nè. Đó, anh chị thấy phần bọng dè của em Ford. Bọng dè là nguyên bản nguyên rin nè. Đẹp như thế này. Ok chưa bà con cô bác? Hàng cọp xa xa ở cuối chân trời nha. Salon em đó quá trời là xe. Toàn là hàng cọp không. Đường không đi chắc chắn con đường sẽ đầy cỏ dại. Người không mua xe giao lưu qua lại, chúng ta đành mãi mãi phải chia tay. Em xin kết thúc chương trình tại đây này. Em see you and goodbye.